chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái chủ đề đấy chính là khiến người yêu cũ phải nhớ bạn sau khi chia tay. Làm sao để gây nên sự nhớ nhung với người yêu cũ? Thì đây là một câu hỏi cũng khá nhiều bạn hỏi mình, nên hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái chủ đề này nhé. Có rất nhiều cách để khiến cho người yêu cũ của bạn nhớ các bạn. Chúng ta sẽ lần lượt đi từng cách một. Cách đầu tiên để khiến người yêu cũ nhớ các bạn, đấy chính là tạo nên cho họ cái sự tò mò bằng cách là không liên hệ với họ. Các bạn thân mến, sau khi mà các bạn chia tay ấy, bởi vì còn yêu mà, đúng không? Còn yêu thì chúng ta mới muốn người ta nhớ mình chứ, đúng không? Còn yêu cho nên các bạn thường hay mắc phải một cái sai lầm là muốn liên hệ thật nhiều, nhiều nhất có thể nếu được, chứ không bỏ lỡ một cơ hội nào mà chúng ta có thể liên hệ với người đấy mà chúng ta bỏ lỡ đâu, đúng không? Nhưng đây là một cái sai lầm, bởi vì các bạn biết điều gì không? Khi một người muốn chia tay với các bạn và người ta không quay lại với các bạn, thì một cái phản ứng rất bình thường của các bạn là muốn liên hệ thật nhiều với người ta. Đấy là một người bình thường là. Nhưng các bạn muốn người ta nhớ các bạn thì các bạn phải làm khác. Bình thường những người khác mà sau khi chia tay là phải liên hệ thật nhiều, mình không liên hệ nữa. Cái điều này nó sẽ tạo nên cái sự tò mò đối với người kia. Là ô, mình chủ động chia tay với người ta, đáng nhẽ là bình thường người ta sẽ phải làm phiền mình một thời gian đấy, sao không thấy làm phiền gì nhỉ? Ô, tại sao lại như vậy? Các bạn phải hành động khác, hành động lạ đi, người ta mới tạo nên cái sự tò mò của họ. Tò mò đấy rồi, có thể người ta chán các bạn rồi đấy, nhưng chính cái sự tò mò này sẽ khiến người ta phải liên hệ với các bạn. Người ta muốn biết là tại sao các bạn đang nghĩ gì đấy. Con người là một loài động vật rất thích sự tò mò và tìm hiểu về sự tò mò đấy, cho nên bạn phải kích thích cái sự tò mò bằng cái việc các bạn làm khác đi so với những cái phản ứng bản năng mà bình thường mọi người vẫn hay làm. Đáng nhẽ là bình thường một người đòi chia tay phát người kia níu kéo vì còn yêu, mình không níu kéo mà sau đó mình cũng không liên hệ với người ta nữa cơ. Mình chấp nhận cái sự thật chia tay nên mình không liên hệ với người ta cơ, thì bắt đầu người ta phải thấy thắc mắc, người ta tại sao lại như vậy. Ô, trước đây bọn mình vẫn yêu nhau như thế, người ta yêu mình như vậy mà mình đòi chia tay người ta chẳng phản ứng gì cả đấy. Thì ít nhất là vì người ta không còn yêu bạn hoặc là người ta chán các bạn rồi đi, thì các bạn cũng kích thích vào họ cái sự tò mò, để rồi chính cái sự tò mò đấy dần dần nó sẽ đem lại cái cảm xúc yêu thương của các bạn dành cho nhau. Cho nên là sau khi chia tay ấy, cho họ có cảm giác tò mò về chính ứng xử của các bạn. Đừng cho họ biết là các bạn đang làm gì, ở đâu, đang nói chuyện với ai. Hãy để họ phải tò mò về các bạn. Đừng cho họ biết và đừng liên hệ với họ, thì họ sẽ tò mò về cái đấy. Chính cái tò mò đấy sẽ khiến người ta liên lạc với các bạn. Và cái điều số 2 mà các bạn cần làm để người ta nhớ về các bạn, người yêu cũ nhớ về các bạn ấy, đấy chính là hãy tạo nên cho họ sự mất mát. Nếu họ muốn chia tay với các bạn, họ sẽ phải là người cảm nhận được cái sự mất mát đấy. Nhiều khi sau khi chia tay, các bạn cứ cố gắng liên hệ với người ta thật nhiều để vớt vát lại một chút cái sự thân thiết mà chúng ta đã từng có với nhau, thì nó lại đi ngược tác dụng như các bạn mong muốn. Mà cái điều thông minh mà bạn cần làm sau chia tay, đấy là phải cho người ta thấy cái sự mất mát của họ. Mất mát là vì trước đây có người yêu, đấy là bạn sẽ được quan tâm, được chăm sóc thế này, nhưng bây giờ không còn nữa, không được nữa, thì người ta sẽ thấy cái sự mất mát đấy. Muốn người ta nhớ, phải cho người ta thấy rằng cái việc không được ở bên bạn, người ta sẽ có những cái mất mát gì. Người ta không còn được đối xử như xưa nữa, thì đấy chính là tổn thất của họ. Dần dần họ nhìn thấy cái sự mất mát đấy, họ mới thấy rằng bạn quan trọng như thế nào. Chứ không phải sau chia tay mình vẫn cố gắng để thân thiết hết mức có thể, quan tâm hết mức có thể, để ít nhất là mình còn có sợi dây liên kết với người ta. Đấy là một cách bản năng nhiều người vẫn làm. Nhưng các bạn phải làm khác đi. Làm khác thì người ta mới nhớ các bạn được. Cho nên hãy tạo nên cho họ thấy cái sự mất mát bằng cái việc là có thể là sau chia tay các bạn vẫn là bạn của nhau đấy, nhưng mà bạn là bạn mà yêu là yêu, phân biệt rõ ràng. Mình sẽ có thể cũng quan tâm họ nhưng không bao giờ được quan tâm như là người yêu của mình được, nó khác. Mình cũng có thể nói những lời quan tâm nhưng không bao giờ là những lời nói ngọt ngào như trước đây mình đã từng dành cho người yêu của mình được. Các bạn ạ, phải cho người ta thấy cái sự mất mát đấy chứ. Người ta chỉ thấy cái sự mất mát đấy, người ta mới luyến tiếc. Ví dụ trước đây khi còn yêu nhau, ngày nào sáng trưa tối các bạn cũng nhắn tin cho họ. Bây giờ các bạn dừng, các bạn không nhắn tin cho họ nữa đi. 1, 2, 3 ngày rồi họ sẽ phải nhìn nhận ra cái sự mất mát đấy, rồi người ta liên hệ với các bạn. Rồi lúc đấy các bạn cũng nói chuyện với họ một cách rất vô tư và thoải mái, không hề đả động gì đến tình yêu hết. Bắt đầu dần dần cái sự sợ hãi mất mát đấy nó càng lớn hơn trong họ.
họ sẽ phải băn khoăn về các bạn và nhớ về các bạn. Đấy, đấy chính là cái cách mà làm cho người ta nhớ các bạn đấy, đúng không? Những cái cảm xúc ví dụ như tò mò là cái thứ kích thích mà người ta nghĩ về các bạn, nhớ về các bạn. Và cái cảm giác mất mát đi những cái điều tốt đẹp, đấy cũng là cái cảm xúc mà khiến người ta nhớ về các bạn, đúng không nào? Thế cho nên đây là những cái điều mà các bạn phải làm các bạn nhá. Cái điều số 3 các bạn cần làm để người nhớ các bạn sau chia tay, đấy là các bạn phải đẹp lên và còn phải giỏi lên. Đấy, sau chia tay không những không có níu kéo, không những không có thảm hại mà nói những cái câu ngọt ngào để có cái sự liên kết, bạn lại còn đẹp lên, xinh lên, đẹp trai hơn, xinh gái hơn, giỏi hơn nữa, thì người ta chắc chắn là người ta sẽ sợ mất, đúng không? Người ta sợ mất những người có giá trị mà. Mà vì các bạn càng đẹp hơn, càng giỏi hơn, chứng tỏ là giá trị của bạn càng cao. Vậy thì sau khi chia tay, cái điều mà các bạn cần phải làm ấy, đấy là phải cho mình một cuộc sống hoàn toàn tươi mới, đẹp hơn, phong phú hơn và bồi dưỡng thêm nhiều kiến thức để mình giỏi hơn nữa các bạn ạ. Thay vì cái quãng thời gian sau chia tay mình sẽ đau khổ, mình sẽ gục mặt vào, mình chẳng còn cái tâm trạng để làm gì, rồi là cả tháng không gội đầu, cả tháng không cần tắm luôn, buồn quá mà, không cần ăn nữa, cũng chẳng có thiết gì ăn nữa, xong rồi sụt cân. Đừng làm như thế. Các bạn càng thảm hại như vậy, người ta càng có lý do để người ta chia tay các bạn, người ta càng có lý do để người ta muốn chạy đi. Còn nếu như các bạn đẹp lên, xinh lên, mà lại giỏi hơn, còn nhiều kỹ năng hơn nữa, thì người ta sẽ phải có cách nhìn khác về các bạn. Người ta sẽ muốn tìm hiểu nhiều hơn về các bạn, người ta sẽ muốn có sự kết nối nhiều hơn với các bạn. Người ta sẽ phải nghĩ mà. Tất cả những cái sự thay đổi của bạn nó khiến người ta phải nghĩ, phải nghĩ về các bạn và phải nhớ các bạn. Cho nên sau chia tay mình khuyến khích các bạn này, hãy có một cái thói quen rèn luyện bản thân, học thêm những cái kỹ năng mới các bạn ạ. Đặc biệt là những kỹ năng ví dụ làm đẹp cho chính mình này, hoặc là kỹ năng để kiếm được nhiều tiền hơn này. Nhiều khi mình hay nói về kỹ năng làm đẹp để kiếm tiền, thì các bạn hay cứ trách là tại sao lại cứ coi trọng những cái giá trị bề ngoài, bề nổi như thế. Các bạn thân mến, việc các bạn đẹp lên, xinh lên rồi là kiếm được nhiều tiền lên ý, không chỉ vì để người kia thấy, đúng không, mà các bạn bảo bề nổi, mà nó thực sự có ích cho cuộc sống của các bạn mà. Đừng để cho cái nỗi đau khổ nó vùi dập các bạn, mà hãy để cho cái nỗi đau khổ đấy nó trở thành một cái động lực để các bạn cải thiện, để cuộc sống của mình tuyệt hơn, tốt hơn. Đừng lãng phí nỗi đau, đúng không? Đấy là một câu nói rất hay, đừng bao giờ lãng phí nỗi đau. Hãy để nỗi đau trở thành động lực, mà để khi cái dây thần kinh của mình nó bị kích thích bởi nỗi đau đấy, mình sử dụng nó để mình phấn đấu, để mình có động lực làm thêm nhiều cái điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống của chính mình. Thì đấy chính cách làm đấy của các bạn, nó khiến các bạn hấp dẫn. Và rồi, người kia người ta phải nhớ các bạn, nhớ nhá. Cái điều số 4 các bạn có thể làm để người đấy nhớ các bạn này, đấy chính là khi các bạn nói chuyện thì các bạn cố gắng nói chuyện, đừng có nói một cái chi tiết và cụ thể, để người ta có thể tạo nên cái sự tò mò với các bạn. Ví dụ nhá, khi các bạn đang nói chuyện với họ, các bạn dừng cuộc nói chuyện trước, các bạn có thể nói là: "Ôi bây giờ em bận quá", hoặc "Anh bận quá, anh có chuyện này anh phải xử lý và phải đi luôn đây, tạm biệt em nhé", hoặc "tạm biệt anh nhé". Đấy, các bạn không nói là: "Ôi bây giờ em phải đi chợ cho mẹ", hay "bây giờ em phải đi học thêm môn toán, môn văn, môn anh". Không, bạn không nói thế. Bạn nói em có việc cần phải đi. Người ta sẽ không biết các bạn đi đâu, mà bây giờ cũng chẳng phải là người yêu để có thể hỏi là em đang đi đâu hoặc anh đang đi đâu, đúng không? Chúng ta chỉ là bạn thôi mà. Mình không nói cụ thể mình đi đâu, người ta sẽ tò mò là: "À, cô ấy đi đâu hoặc anh ấy đi đâu? Có phải là đã có người mới thôi, đúng không? Hẹn hò người mới rồi đúng không? Tại sao lại bây giờ lại đối xử với mình thờ ơ lạnh nhạt thế? Bây giờ chỉ coi mình là bạn thôi mà lại rõ ràng đến như vậy. Bạn là bạn mà yêu là yêu. Có phải là có người khác tuyệt hơn mình rồi không?" Đấy, cái cách mà các bạn tạo nên cái sự băn khoăn đấy, nó sẽ khiến cho người ta nhớ về các bạn. Người ta sẽ băn khoăn đấy, không biết là cô ấy đi đâu nhỉ, không biết anh ấy đi đâu nhỉ. Đấy, chính cái điều đó nó tạo nên cái sự nhớ nhung đấy. Phải làm như thế nhá. Và cái điều số 5 các bạn cần làm để người đấy nhớ các bạn sau chia tay, đấy chính là phải sống tốt lên, đẹp lên, cao thượng lên các bạn ạ. Không phải là cái về mặt ngoại hình nhá, ngoại hình nó rồi, đây là về mặt tâm hồn các bạn ạ. Sau khi chia tay cũng là lúc các bạn phải nhìn lại chính mình, để làm sao mà chính mình làm chủ được cuộc sống của mình, chứ không để người kia làm chủ cuộc sống của mình nữa, bằng cái cách là sống một cách cao thượng và không nghĩ đến mình quá nhiều các bạn ạ. Thực ra chúng ta cứ đau khổ á, và chúng ta mất đi hình tượng trong mắt người kia và khiến người kia chán, là bởi vì chúng ta ích kỷ quá các bạn ạ. Bởi vì chúng ta không đủ tốt, bởi vì chúng ta ích kỷ cho nên người kia người ta mới chán chúng ta.
các bạn hãy chấp nhận cái sự thật đấy và để mình thay đổi, để mình cao thượng hơn. Một khi các bạn đủ cao thượng ấy, các bạn sẽ không còn đau khổ nữa. Mà các bạn không còn đau khổ nữa, không còn biết nghĩ chỉ cho mình thôi á, các bạn sẽ là một người rất cuốn hút, mà cực kỳ cuốn hút. Cao thượng ở chỗ nào? Ví dụ, cao thượng ở cái chỗ là mình không mang đến những cái nỗi buồn và những cái khó chịu cho người kia nữa. Việc liên hệ của mình, việc nhắn tin của mình chỉ khiến người ta ngột ngạt hơn. Mình không thích làm điều đấy, đấy không phải phong cách của mình, đúng không? Vì mình là một người cao thượng, mình chỉ mang đến những tốt đẹp thôi. Mình đau, mình khổ, mình chịu đựng với cái nỗi đau, với cái sự cô đơn này. Một khi các bạn có đầy đủ cái sự cao thượng đến như thế rồi thì các bạn đẹp từ trong tâm, người ta sẽ nhận ra và người ta sẽ yêu các bạn. Có thể nó cần thời gian để người ta nhận ra điều đấy. Mình vẫn thể hiện ở bên ngoài rất cuốn hút và hấp dẫn, nhưng bên trong mình vẫn thể hiện cái sự cao thượng của mình. Các bạn ạ, trong tình yêu muốn có hạnh phúc phải cao thượng. Đừng chỉ nghĩ đến cái sự ích kỷ của bản thân. Để có được cái tình cảm chân thành đấy, phải cao thượng các bạn ạ. Và cái điều cuối cùng mà để họ nhớ bạn ấy, đấy chính là hãy để họ được chủ động nhắn tin cho các bạn. Nhiều khi sau khi chia tay các bạn nhớ người ta quá, yêu người ta quá, thế là mình không thể nào đợi đến cái lúc mà người ta nhắn cho mình được. Mình cứ chủ động thì làm sao mà người ta nhớ mình được, đúng không? Thế cho nên để người ta nhớ các bạn, hãy im lặng đủ lâu để người ta chủ động nhắn tin cho các bạn. Thì người ta nhắn cho các bạn tức là người ta đang nhớ về các bạn đấy, đúng không? Vậy là các bạn đã thành công rồi. Mình hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn sẽ được người yêu cũ nhớ về mình, gây thương nhớ cho người yêu của mình, và rất nhanh các bạn sẽ có thể quay lại với nhau. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Như thường lệ thì mình cũng sẽ giấu tên của bạn đó trong câu chuyện ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của bạn ấy. Bạn ấy có nói rằng: em chào chị, em và người yêu mới chia tay, lý do chia tay nó rất là tào lao. Hiện tại, bạn ấy nói, hiện tại cảm giác của tớ bây giờ cảm thấy ngột ngạt và không thể hòa mình cùng với cậu hiện tại. Chúng ta khác nhau quá nhiều về lối sống, cách sống khiến cho tớ không còn muốn chia sẻ với cậu nữa. Cho nên chúng mình dừng lại tại đây nhé. Còn yêu cậu nhiều nhưng hiện tại chúng ta nên dừng lại. Ban đầu em đồng ý và 2 ngày sau có trả lời cho bạn ấy là em chuẩn bị đi công tác 1 tháng. Thời gian này cho cả hai cùng suy nghĩ lại mọi thứ. Bản thân em muốn níu kéo và đã nói là sau khi đi công tác về, gặp nhau và nói chuyện, bạn ấy im lặng. Và em cứ đinh ninh là bạn ấy suy nghĩ. Nhưng qua một người quen của bạn ấy thì bạn ấy nói là không muốn gặp, không muốn nói gì nữa. Yêu nhưng khi yêu hay bị cãi vã và khó chịu về suy nghĩ khác nhau. Em nghe được câu chuyện đó, em đã nhắn tin cho bạn ấy và nói rằng: hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng và nốt lần này. Em nói ra khoảng thời gian chúng ta quen nhau như thế nào, yêu nhau ra sao, em hy sinh những gì. Và cuối cùng là em cảm ơn vì từ sau sẽ không làm phiền bạn ấy nữa. Bạn ấy nói là chia tay rồi nên không muốn nói thêm. Nếu nói thêm sẽ thành lý do trong mắt người khác. Chỉ mong cậu vui vẻ và tạm biệt. Hôm sau đó cảm giác của em rất buồn và đau. Vì đang công tác nên cảm giác cô đơn kinh khủng. Trong lòng em chỉ muốn quay lại, nhưng chắc có lẽ chưa phải thời điểm. Cảm giác bây giờ của em là nó đau lắm, đau không chịu được ấy chị. Tuy rằng em muốn quay lại, nhưng em không biết bạn ấy có còn yêu em không, và tụi em liệu có thể quay lại với nhau không trong trường hợp như thế này. Em xin lỗi chị vì làm phiền chị như thế này, nhưng em không biết chia sẻ cùng với ai nữa. Bạn ấy không hề hủy kết bạn hay hủy liên lạc với em, nhưng bạn ấy dạo này thường xuyên đăng về cuộc sống của bạn ấy, lâu lâu đăng một số bài hát buồn. Em thì dạo này chán nản, chẳng muốn đăng hình gì cả. Một phần cũng không muốn bạn ấy thấy sự thảm hại của em bây giờ. Em thân mến, thực ra câu chuyện của em nó cũng không còn lạ nữa, bởi vì trong rất nhiều những cái video của chị thì chị cũng đã tư vấn cho những cái tình huống như thế này rồi. Bây giờ em nói rằng cái lý do chia tay của bạn ấy rất là tào lao, đúng không? Em thấy là tào lao, nhưng bạn ấy lại không thấy là tào lao. Bởi vì sao? Có thể là ở trong một quan hệ này một thời gian dài rồi, người ta không có những cảm xúc tuyệt vời, người ta cảm thấy chán nản. Đôi khi nhá, đôi khi có thể nguyên nhân từ em, mà đôi khi cũng có thể nguyên nhân từ họ. Hoặc đôi khi có thể là nguyên nhân khách quan mà người ta cảm thấy chán. Một khi người ta cảm thấy chán và người ta muốn chia tay, việc của chúng ta không bao giờ là níu kéo hết. Bởi vì cái tâm lý của con người ấy, khi mà họ muốn chia tay, họ đòi chia tay, mà người kia càng níu, họ càng đựng nước. Họ càng không muốn tiếp tục trong mối quan hệ này, mà đặc biệt là đàn ông. Càng níu kéo càng không được, mà càng níu kéo mình càng không hấp dẫn. Mà chỉ khi nào mình mới hấp dẫn thôi, người ta sẽ phải lo lắng và sợ hãi khi mà
có thể là người ta cảm thấy chán thật nhá. Có thể lúc đó người ta cảm thấy chán, nhưng mà khi người ta đòi chia tay các em đồng ý với một tư thế rất bình thản. Em đồng ý với một tư thế rất bình thản là người ta sẽ phải sợ. Có thể người ta không thể hiện ngay đâu, nhưng mà thực sự trong lòng người ta sẽ hoang mang. Bởi vì thực sự là khi em rời bỏ một mối quan hệ mà người ta không níu kéo em sẽ có cảm giác hụt hẫng rất là nhiều. Hãy để cho người ta có cái cảm giác hụt hẫng vì không có em ở trong cuộc sống của họ. Và một cái sai lầm nữa của em, đó chính là em còn đòi muốn gặp bạn ấy để nói chuyện là em đã hy sinh như thế nào, em đã cống hiến vì mối quan hệ này ra sao. Chị biết là với tất cả những cái nỗ lực và cố gắng của em trong mối quan hệ này trong quá khứ, em thấy rằng mình đã cho đi rất nhiều nhưng người ấy lại không nhận ra những cái sự hy sinh đó của mình. Em nghĩ rằng mình nói với anh ấy sự hy sinh của mình thì người ta sẽ nghe à? Người ta sẽ cảm động vì cái sự hy sinh của em hay sao? Không. Người ta chỉ cảm động vì cái sự hy sinh của em khi nào? Khi mà người ta tự nhìn thấy, người ta tự cảm thấy trân trọng những cái điều đó, người ta thấy đẹp trong mắt người ta tự thấy thì người ta mới thấy em đẹp thôi. Còn bây giờ em mà nói là em muốn gặp, người ta sẽ không gặp là một cái lẽ rất bình thường. Bởi vì người ta biết rằng gặp em sẽ là mâu thuẫn, sẽ là nói căng thẳng, sẽ là một người không chấp nhận chia tay. Người ta không thích như thế thì đương nhiên là người ta không muốn gặp mình rồi. Đây cũng là lý do mà rất nhiều các cuộc chia tay thường là chia tay qua điện thoại, chứ không phải là gặp nhau và nói là chia tay nhé. Thực ra cũng sẽ có những người gặp nhau, nhưng mà đa số là khi người ta chán rồi, người ta sẽ không muốn đối mặt nữa. Mà đặc biệt lại đối mặt với một người mà vẫn còn cần mình lắm, người ta không muốn đối mặt và không muốn nhìn thấy một người cứ ở bên cạnh mình và nói rằng ôi người ta đã cống hiến như thế nào, còn mình thì đã sai như thế nào khi mà quyết định rời bỏ người ta. Người ta sẽ không muốn như vậy. Cho nên là cái việc mà em đưa ra cái đề nghị là muốn gặp bạn ấy để nói chuyện, đó là một cái quyết định chưa đúng đắn. Và nó sẽ khiến cho người kia càng không thích mình hơn, người ta sẽ càng khó chịu hơn. Bây giờ chị biết là cái cảm giác của em, cái cảm giác của một người mà bị bỏ rơi trong một tình yêu mà mình vẫn còn rất nhiều tình cảm. Mình rất là đau, mình rất là buồn. Tất cả những nỗi nhớ, rồi là đặc biệt là khi mình cô đơn nữa, mình nhớ lại những cái kỷ niệm mình đã từng có với nhau, những lời ngọt ngào người ấy đã từng trao cho mình. Mình đau, mình dằn vặt, nước mắt mình chảy ra đầm đìa. Chị biết cái cảm giác đó chứ. Nhưng mà em phải biết rằng đây là một cái thử thách. Mình coi nó như một cái thử thách để làm sao mình vượt qua nó. Nếu em có thể coi đây như một cái thử thách và mình sẵn sàng như tư thế của một chiến binh để vượt qua thử thách thì mình mới có thể vượt qua được. Còn nếu như bây giờ mà em cứ muốn là mọi thứ nó phải theo ý em ngay, người ta phải quay lại với em ngay, bây giờ nói câu gì đó mà làm người ta phải quay lại thì không có cái chuyện như thế. Bây giờ thứ mà cái người đối phương kia cần ở em là gì? Người ta muốn cần ở em là một người không làm phiền họ nữa. Ít nhất là trong cái giai đoạn này, người ta đang lạnh nhạt, người ta đang khó chịu, ít nhất là người ta không muốn gặp mình lúc này. Em đừng có vội vàng lo lắng vì nghĩ rằng ôi em có cái gì không tốt mà lại khiến người ta xa lánh em như thế. Không phải. Em chỉ cần chấp nhận rằng đây là một cái phần trong cuộc sống và đây là một cái phần mà nó sẽ khiến mình hấp dẫn hay không thì để mình biết và mình thực hiện thôi. Chứ không cần phải là thấy như thế thì tự ti về bản thân và nghĩ rằng ôi mình là người không hấp dẫn hay sao mà người ta xa lánh mình. Không phải như thế. Bây giờ em sẽ không được phép liên hệ với người đó nữa. Đó là một người chủ động chia tay với em thì em không níu kéo nữa. Em không liên hệ cho đến khi người đấy chủ động muốn liên hệ. Bởi vì chị cam đoan với em là em có một cái câu hỏi là không biết bạn ấy có còn tình cảm với em không. Chị cam đoan với em là nếu còn tình cảm với em, chắc chắn có một ngày bạn ấy sẽ phải liên hệ với em. Còn nếu bạn ấy không bao giờ liên hệ với em nữa, tức là bạn ấy chẳng có tình cảm gì với em hết. Nhưng mà phần trăm rất lớn là người đó sẽ liên hệ với em. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm lý của một người chia tay ấy, cái lúc mới chia tay, bởi vì là rất là ham muốn, rất là mong muốn cái cảm giác tự do. Người ta đang thích thú với cảm giác tự do như thế, người ta vui quá, người ta như chim sổ lồng ấy. Người ta phải bay nhảy, người ta phải vui vẻ. Người ta ít nhất là cái này vui vẻ không phải là cái nghĩa gì nó không tốt, mà là tức là họ muốn có cái sự thoải mái mà không có một người quản lý mình, không phải cãi nhau nữa, không phải có những cảm xúc tiêu cực trong tình yêu nữa. Ôi mình đã được tự do. Người ta có cảm giác như thế, người ta rất thích thì mình phải để cho người ta tận hưởng cái cảm giác đấy đi. Còn nếu bây giờ người ta như một con chim sổ lồng, bây giờ mình chạy ra mình bắt nó vào trong cái lồng nữa thì làm sao nó chấp nhận? Nó phản ứng là cái chuyện bình thường rồi. Cho nên là bây giờ, thứ nhất là em không được liên hệ này. Thứ hai, em không cần cố gắng gượng ép để thể hiện cái sự vui vẻ của mình lên mạng xã hội để làm gì cả. Nếu thực sự em vui vẻ thì em đăng lên, mà nếu không thì thôi, không phải gượng ép về cái đó. Nhưng tuyệt đối không nói lời níu kéo nữa nhá. Không níu kéo nữa. Bởi vì cái lý do nó cũng rất là rõ ràng rồi. Người đó bảo một cãi vã nhau, lối sống, tính cách không hợp. Điều gì
Nó khiến cho tính cách lối sống hợp. Điều gì khiến em hấp dẫn hơn trong mắt người đấy? Em hoàn toàn có thể thay đổi cái suy nghĩ của người đó về em bằng cái cách là em thay đổi. Em thay đổi nhưng mà phải vì chính em, chứ không phải là em bảo vì muốn người đó quay lại thì nên em mới thay đổi. Nếu em vì người đó quay lại em mới thay đổi thì thành ra là cái sự thay đổi của em nó sẽ phụ thuộc theo cái sở thích của người ta, theo ý muốn của người ta. Thì lúc đấy mình lại không có sức hấp dẫn. Cho nên là mình phải thay đổi theo cái hướng của mình. Tức là trong mối quan hệ này nó kết thúc, lý do tại sao? Mình tìm ra lý do, mối quan hệ nào kết thúc cũng có lý do hết. À mình cãi nhau nhiều, à mình cho nhau nhiều cảm xúc tiêu cực. Bây giờ mình phải thay đổi bản thân mình đi. Mình sẽ sống thật là hạnh phúc này, thật là vui vẻ này. Thay vì ở đó và ủ rũ với nỗi đau, mình bắt đầu tìm hiểu về những người hạnh phúc này. Người ta đang có những bí quyết gì này. Mình học cách mạnh mẽ này, học cách kiếm tiền này. Ui, có rất nhiều thứ để em làm và khiến cho em bận rộn và em không còn có thời gian để mà buồn nữa. Cái đó nó mới là thứ quan trọng và nó đóng góp rất quan trọng cho cái việc là nâng cấp bản thân. Em có biết lý do tại sao mà một người mất đi hứng thú với một người khác không? Một người đối phương không? Là bởi vì họ không thấy ở người kia có cái điểm gì hơn mình, mà tuyệt vời hơn mình, mà mình phải ngưỡng mộ cả. Cho nên là đây cũng là một cái thời gian để em có thể thay đổi bản thân, cải thiện bản thân mình, học nhiều hơn này. Đừng có nghĩ rằng bây giờ mình đi làm, mình tốt nghiệp rồi, mình không cần phải học gì nữa. Đây mới chính là cái lúc mà em phải trau dồi bản thân, học thêm nhiều kỹ năng kiếm tiền, kỹ năng sống thật hạnh phúc. Đấy, mình làm sao để có tư tưởng thật là độc lập. Cái thứ mình cần tập trung đó là cuộc sống của mình. Mình phải sống thật là hạnh phúc thì cái người kia người ta nhìn thấy. Dần dần nhá, dần dần trong cái thời gian mà người ta không có em, người ta thoải mái với cuộc sống tự do của người ta rồi, người ta sẽ nhớ đến cái cảm giác mà mình có người yêu như thế nào. Lúc đấy người ta sẽ liên hệ với em. Và lúc đó em hãy thật bình thản rồi, hãy coi như mình đã hoàn toàn vượt qua cái mối quan hệ đấy rồi. Và sống rất thoải mái, sống rất hạnh phúc với một tư thế rất là tốt. Người ta nhìn thấy em như thế, người ta phải sợ, người ta phải lo lắng. Người ta bảo ôi cô ấy đã hoàn toàn vượt qua mình rồi sao? Hay là anh ấy đã hoàn toàn vượt qua mình rồi sao? Người ấy không còn có tình cảm gì với mình nữa. Hãy để trong đầu người ta một cái lo lắng là ôi liệu người đó có còn có tình cảm với mình không? Chứ phải đừng để người ta liên hệ với mình một cái là mình nói luôn là mình còn tình cảm và hãy quay lại đi. Người ta biết ngay cái trò này, người ta biết ngay mình còn tình cảm, chẳng còn gì hấp dẫn nữa cả. Người ta sẽ lại chạy tiếp. Đấy, đó chính là lý do mà có những cái cuộc tình cảm của những người yêu cũ nó cứ lai dài mãi mà nó không có hồi kết. Đấy chính là vì lý do mà người ta quay lại, người ta nói chuyện mình một phát và mình đòi quay lại luôn. Không được. Và khi người ta quay lại nói chuyện với em, thứ em cần tập trung vẫn là cuộc sống của mình và cái lý tưởng sống của mình ấy. Sau đó trong cái lúc nói chuyện, mình coi nhau như bạn bè. Em hãy nhớ là chị nói là khi nói chuyện em phải mặc định rằng chúng ta đã chia tay và chúng ta không phải là người yêu nữa. Chứ không phải là cái lúc mà em nói chuyện chị nói là hãy là bạn của nhau thì em lại cứ nói những cái câu mà chỉ người yêu nói chuyện với nhau thôi và mình khao khát cái cảm giác mà được thân thiết với họ. Không, mình phải làm khác đi. Mình phải nói chuyện như những người bạn thôi. Để làm gì? Để người ta thấy rằng người ta không còn có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của mình như trước nữa. Người ta để người ta cảm thấy rằng người ta không còn có vị trí quan trọng trong cuộc sống của mình như trước nữa. Mà đó lại là một cuộc sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc và tràn đầy những năng lượng tích cực và tuyệt vời. Càng ngày mình càng tuyệt vời hơn. Cái đó mới khiến người ta sợ và dần dần thúc đẩy trong lòng người đó một cái ham muốn. Đó là muốn được quay trở lại trong cuộc sống của em, đúng không? Cho nên là bây giờ nhá, biết là đau, biết là khổ, bây giờ mình phải bản lĩnh thôi. Bây giờ mình không bản lĩnh là mình mất, là mình mất hấp sức hấp dẫn, mất luôn cái người này. Bởi vì có rất nhiều bạn rơi vào cái tình huống này rồi, cứ bị lụy. Trên đời này không có ai thích một người bị lụy, mà một người bị lụy không có là một người hấp dẫn trong tình yêu. Ai cũng phải trải qua những cái nỗi đau giống của em hết, em ạ. Rất nhiều người đang trải qua những cái nỗi đau giống em, không phải em cô độc trên thế giới này đâu. Có những người vượt qua được, thành công trong việc quay lại với người yêu cũ, có những người thì không. Cái sự khác biệt nó nằm ở đâu? Là một người dám phấn đấu, dám bản lĩnh, còn một người thì không, bị lụy yếu đuối và nói em không làm được, em đau lắm, em khổ lắm. Ai mà chả đau, ai mà chả khổ. Sự khác biệt là mình dám chấp nhận cái sự đau, sự khổ đấy và mình phấn đấu thì mình mới có thể là một người hấp dẫn được nha em nhá. Nói chung là bây giờ đừng cố gắng để liên lạc với người đó nữa. Em xem thêm cái video là 5 bước để quay lại với người yêu cũ của chị nhá, để tiếp tục làm theo 5 cái bước đó và chinh phục và tiếp tục trở thành một người hấp dẫn người yêu cũ của mình quay trở lại. Còn nếu như bây giờ mình cứ ở đây níu kéo và mình cứ thể hiện cái sự thảm hại và khổ sở của mình ra thì thực sự là không ai muốn ở cạnh mình cả. Cái tâm lý thì chị đã phân tích rồi đấy.
mình càng níu kéo mình càng đau khổ bây giờ thì chỉ càng mất hình tượng trong mắt người đó thôi. Cái gì mà khiến người đấy quay lại để cho người ta thấy rằng ồ, mất mình là một sai lầm của họ, cuộc sống của mình đang rất tuyệt vời, mình đang có một tư thế rất tốt đấy. Hãy cho người ta thấy rằng ồ, quyết định rời bỏ mình là của người ta, nhưng sau đó mình lại sống tốt hơn rất nhiều và mình chấp nhận mối quan hệ đó đã kết thúc đấy. Em phải biết như thế này, trên đời này người tuyệt vời rất nhiều, đừng có nghĩ rằng chỉ có một mình người đấy là phù hợp với mình thôi đâu, còn nhiều lắm. Cho nên là chỉ cần mình sống đúng theo đúng cái mục tiêu sống của mình, đúng cái tình yêu mà mình mơ ước, mình phấn đấu, mình không ngừng rèn luyện bản thân, chứ mình không thảm hại. Chỉ cần em không thảm hại, em bản lĩnh và em sống tuyệt vời, em sống hạnh phúc, thì chắc chắn người đến bên cuộc sống của em cũng sẽ là một người rất trân trọng em và cũng là một người tuyệt vời như vậy. Hãy có một cái tâm lý là có thể là người này, cũng có thể là người khác sẽ bước vào cuộc sống của mình và cho mình hạnh phúc. Điều quan trọng là dù gì trong cuộc sống của mình cũng phải hạnh phúc hết. Mình cũng phải hạnh phúc và có những cảm xúc tuyệt vời nhất trong tình yêu. Em hãy nghĩ như thế. Đấy, cái thứ em cần tập trung là cái thứ đó, chứ không phải tập trung vào người đàn ông này. Đó chính là cái bí quyết, đó chính là cái bí mật để có thể hạnh phúc đấy em nhá. Hy vọng rằng em sẽ ứng dụng cái bí quyết này để mình có thể vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Đương nhiên là giai đoạn này là khó khăn và ai cũng biết là như thế, ai mọi người đều phải trải qua hết thôi. Mình bản lĩnh mình sẽ có một tư thế rất tốt, còn mình không bản lĩnh thì mình sẽ cứ trượt dài trên con đường đau khổ đấy em nhá. Chúc em những điều tuyệt vời nhất. Chương trình tư vấn của chúng ta hôm nay sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.